video chỉ dành cho những bạn vui vẻ không quọng, nghiêm cấm những thành phần nghiêm túc vào chửi, chửi là nghiệp đó. Muhahahahahaha. Hey, xin chào anh em đã quay trở lại với... sao nó lại quay vòng vòng thế nhở? The fuck? Mày lắc thì mày lắc một tí thôi, vì lắc như thế này thì bố đứa nào chịu nổi. Anh em ơi, tôi tới cứu anh em đây. Sao chết hết mẹ rồi? Anh em ơi, tôi thấy nó rồi. Nhưng mà tôi bắn nó không chết. Ngay cả tôi bắn vào đầu nó cũng không chết. Chắc con mẹ nó mạng cho rồi. Trong khi tất cả mọi người đều đi ra chiến trường, còn tôi phải đứng mua súng mà mua có được đéo đâu. Ui, anh em đang cần sự giúp đỡ của tôi phải qua cứu anh em. Thôi kệ, miễn có súng là được rồi. Ui, tôi vừa dịch chuyển tức con mẹ nó thôi. Bỏ mẹ anh em rồi. Anh em ơi, tôi đang cứu anh em đây bằng chiếc khẩu súng như này. Tôi đã bắn nó và nó không trúng viên nào cả. Và tôi lại dịch chuyển tức con mẹ nó hồi. Trời ơi, vãi cả nồi, thật sự chết tôi mất. À vãi cả nồi, tôi chết thiệt mấy ông mà. Đầu xanh ra má, tôi chả biết tại sao tôi lại chết nữa. Và ông xanh ra mé lắc vãi nồi. À mấy anh em ơi, tôi lại có một chồng trận đấu mới. Và tôi vẫn đéo mua súng được. Thế đéo nào ấy nhờ. Mua súng được rồi. Mua ha 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 ha. Cuối cùng tôi cũng có súng để vác ra chiến trận để giúp đỡ những người anh em của tôi. Mua ha ha ha. Được rồi, chúng mày ở đâu? Chúng mày đừng tưởng nãy giờ là tao không có súng nên tao ha chúng mày nha. Bây giờ tao có súng này là chết chúng mày rồi. Tobi kinh tình yêu con trai à. Cút hà thấy mày rồi nè, bắn mày nè. Địt mẹ là dịch chuyển cút mẹ đã tức trời, sao giống tao vậy? Còn lại chúng mày đâu hết rồi? Đâu rồi? À thấy mày rồi nha, con nai vàng ngơ ngác chết mẹ mày với tao. Bắn đâu chết? Đậu xanh. Tôi nhận ra một điều là tôi vô con mẹ nó hình rồi mấy ông mà. Tôi nhận ra một điều là cái gắn Kagena đã cho tôi hai skill rất chi là đẹp. Về skill thứ nhất là skill dịch chuyển tích con mẹ nó trời, và skill thứ hai skill vô mấy con mẹ nó hình như chỉ hiên lý vậy. Đậu xanh rau má. Và skill thứ ba là biến mất con mẹ nó hết xuống mày rồi. Mày cắn hồi thật sự mày đùa tao à mẹ mày, mẹ mạnh như đầu bùi. Và skill thứ tư là mua súng đéo được và đi lăn quanh và cuối cùng là chết con mẹ nó nằm ôm bụng. Không sao, không sao, thất bại là mẹ của thành công. Chúng ta hãy chơi một trận để gỡ lại những nỗi nhục của trận lúc nãy rồi. Bây giờ tôi sẽ mua cây G18. Ok, mua được rồi, mấy bạn thấy chưa, nhân phẩm tốt đấy. Vào game thì chúng ta chỉ có một cây súng lục và chúng ta lại chạy lên cầu quanh. Và đã tìm thấy được ngươi rồi. Bố mày bắn mày đây đấy. Trời ơi, Ruby vừa bắn một phát là chết ngay ngẫm. Ôi, cách địt con mẹ sao nó hiện lại rồi. Gì đấy? Đi, cái gì đấy? What the fuck? Ruby double kill trong khi cái sự lắc nghe vẫn không hề thay đổi. Và Ruby lại double kill một lần nữa. Nhân phẩm tốt đấy. Tôi nhận ra một điều là tôi đéo hay cứu đồng đội của mình được. Tôi chỉ có thể bắn thôi. Còn mẹ nó mạnh như trái xoài. Và cuối cùng tôi đành phải đi vòng vòng để cho những người anh em gánh tạ tôi. Chỉ vì tôi rất chi là lắc nhẹ nhàng thôi. Nói giỡn thôi chứ lắc con mẹ nó lên 1000 pin luôn đấy. Tôi không hiểu tại sao anh em lại để cho tôi gánh được cái trận như này trong khi tôi lắc phải cái nồi ra. Nhưng không vì thế, thất bại là mẹ của thành công. Tôi vẫn lấy được cái top 1 như bình thường thôi. Anh em, ai cũng đã ra trận, chỉ còn tôi ngồi trong cái lồng màu đỏ như thế này. Đậu xanh rau mé, nhìn tôi có giống như đang bị cách ly Corona 19 không? À, được ra rồi. Ui, thấy mày rồi nha, bắn chết cha mình đi nè. Ui, sao không chết? Sao mày chết đi. Đậu xanh rau má, chết đi. Các bạn ơi, tôi bắt luật quá rồi. Bây giờ tôi chỉ muốn nói như thế này thôi. Mẹ mày mặn như trái sầu riêng. Tôi đã thấy một đứa trên nóc nhà và tôi đã dùng cây sụp gân để thọc vào đít nó 3 cái và nó vẫn đéo chết. Và tôi cứ tưởng và nhận ra rằng không phải là súng phế mà là mạng tôi phế vãi nồi ra. Lý do bây giờ anh hùng như tôi phải đi qua cứu một người anh em đang bị thương bên đó. Khi tôi chạy qua cứu nó thì tôi nhận ra một điều là đít mẹ mình đéo cứu được nó thôi. Tạm biệt anh em nhé, chúc anh em làm sao anh em đầu thai trở thành một người gì đó. Thật ra là mấy bạn nhìn mạng cho nó phế vậy thôi chứ thực ra nó phế thiệt có 3 tòi đó. Tôi tức mà máu lên tới não luôn đó. Được rồi, đây là một trận để quyết định cho chúng ta xem ai sẽ là nhà vô địch của tử chiến phiên bản lạc lạc. Tôi đã quyết định xông pha lên và tôi sẽ bắn nó. Mày chết mẹ mày giờ con trai cưng này ở đậu xanh. Trời ơi mày chết. Ôi đậu xanh nó bắn tôi rồi. Trời bơm kìa còn đéo dài được rồi mẹ. Ôi trời ơi trái sầu riêng rơi vào lâu tôi rồi. Ôi trời ơi cứu tao đi anh ơi. Trời ơi bơm kéo ra mày cứ ngồi đấy làm gì. Bơm kéo ra. Ôi what the fuck mẹ mày biết gì game lắc như vậy thì đã không chơi rồi đó. Đậu xanh sao mẹ tụt con mẹ nó tê mơ lên huyền thoại của tao tan biến con mẹ nó từ đậu xanh mẹ bơm kia bơm kéo dữ luôn.